quà cũng chưa tới nữa ta. Đồ này thời nào cũng nhận phải kiếm. Wow, hộp quà kỳ này bự quá ta. Cái hộp quà này từ hành tinh gấu tới quá. Tại vì thấy quá trời gấu nè. Bây giờ mình thử mở nó ra coi nó có những cái gì ha các bạn. Mình sẽ dùng kéo đi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở được một cái băng keo rồi. Rồi, đây. Rồi, đây rồi. Wow, ôi con này một cái miếng màu xanh lớn như vậy. Bây giờ mình sẽ xé giấy ra hết nha. Trời ơi, trong đây là những cái gì đi. Mình cũng mở nó ra xem coi. Bỏ quá trời ơi, tụi nó có màu hồng nữa. Sao chưa thấy gì hết. Wow, đây là chú heo con ở trong bộ phim Điều Ước Của Thỏ đây rồi. Đây là chú heo can đảm ở trong Điều Ước Của Thỏ. Còn đây là robot bồ cào. Có thể biến thành robot nè. Chú robot nè biến lại thành heo nè. Và chú đã đóng vai tốt ở trong bộ phim Điều Ước Của Thỏ. Bây giờ mình sẽ thử mở nó ra xem ở trong đây nó chơi lắp ráp như thế nào nha. Đây là robot bồ cào. Cái bồ cào nè, vũ khí của chú heo robot. Đây là robot heo bồ cào. Thật sự ra đó là một chú heo rất là dễ thương. Từ chú heo đó mà biến thành được một cái robot này luôn. Nó có thể lắp ráp thành một con heo nữa. Mình thử lắp ráp cho các bạn xem nha. Bước thứ nhất á là các bạn phải gặp cái đầu này xuống nè. Đó, ở trong đây. Bước thứ hai á thì các bạn phải dơ cái này lên để cái mặt là heo chứ. Bước thứ ba là các bạn phải gập cái này lên nè. Đó, các bạn phải đẩy cái này lên để giữ cái này nè, để ráp lại thành một con heo, cái mình của con heo á. Các bạn phải gập cái này lại. Rồi, bước tiếp theo á là mình phải gập cái này lại nè. Mình giấu cái này lại. Đó, bước tiếp theo nữa là các bạn á sẽ mở hai chiếc chiếc tai này ra. Rồi, mình đã hoàn tất chú heo của mình rồi. Các bạn thấy chú heo can đảm này nó dễ thương không? Chú heo này nhìn buồn. Chắc chú heo này buồn ngủ rồi quá. Bây giờ chú heo này sẽ chiến đấu trên toàn thế giới này luôn. Chinh 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 chinh. Tới giờ hạ cánh rồi. Rồi, chinh chinh. Thôi, quanh vũ khí. Chinh. Vũ khí tiếp theo. Chinh 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 chinh. Chinh 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 chinh. Hạ cánh. Các bạn đã thấy chú heo can đảm này thật là đáng yêu ngộ nghĩnh nè. Các bạn nhớ bấm nút subscribe nè để xem Benny mở nhiều hộp quà bí ẩn khác nữa nha. Bây giờ Benny xin chào và hẹn gặp lại.